Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một công an viên bán chuyên trách tử vong do một đối tượng gây rối dùng dao tấn công. Được biết, đối tượng này sau khi sát hại đồng chí công an đã về nhà đóng chặt cửa cố thủ. Trước đó, lúc 19h30 tối ngày 10 tháng 10, đối tượng Nguyễn Đình Chí, sinh năm 1970, chú xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã có hành vi gây gổ chém người. Nhận được tin báo, đồng chí Hoàng Thế Thắng, công an viên bán chuyên trách của xã Hùng Tiến, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn sự việc, đồng thời gọi điện báo cho công an xã Hùng Tiến xuống hiện trường để giải quyết. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, đồng chí Thắng nhận thấy đối tượng chí đã uống rượu, có hành vi tấn công một người hàng xóm và đe dọa những người xung quanh. Lúc này, đồng chí Thắng tiếp cận để vận động, thuyết phục đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã hung hăng dùng dao tấn công đồng chí Hoàng Thế Thắng. Một lúc sau, khi tổ công tác công an xã Hùng Tiến có mặt thì đồng chí Thắng đã gục ngã cách hiện trường không xa. Công an xã Hùng Tiến phối hợp với người dân nhanh chóng đưa đồng chí đi cấp cứu. Riêng Nguyễn Đình Chí sau khi gây án đã về nhà đóng chặt cửa cố thủ. Lúc này, Chí vẫn khóa trái cửa ở trong nhà cùng vợ. Nhận định đối tượng đang trong trạng thái kích động có thể có những hành động mất kiểm soát. Lực lượng công an đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ công cụ hỗ trợ, tính toán các phương án, áp sát ngôi nhà, kiên trì tổ chức vận động, thuyết phục. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã khống chế được đối tượng. Cùng thời điểm này, công an huyện Nam Đàn nhận được thông tin đồng chí Thắng đã không có khỏi. Ngày 11 tháng 10, gia đông người dân địa phương, các cơ quan đoàn thể đã đến viếng, động viên người thân ông Hoàng Thế Thắng công an viên bán chuyển trách kiêm xóm phó xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An bị đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm viếng và động viên gia đình ông Thắng. Vụ việc trên khiến dư luận không khỏi tiếc thương cho sự hy sinh của đồng chí công an viên, đồng thời cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi nhớ tới vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9 tại Thái Bình một trung úy công an khi đang làm nhiệm vụ đã bị một đối tượng tấn công bằng dao. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 22 tháng 9, người dân báo tin có một nam thanh niên, không phải người địa phương, nhiều lần xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với biểu hiện nghi vấn. Nhận được tin báo, trung úy Đỗ Văn Tú, 25 tuổi, cán bộ công an thị trấn An Bài, khi đó đang trực tại trụ sở, đã báo cáo cấp trên và đến hiện trường để xác minh thông tin, khi Trung úy Tú đến gần nam thanh niên để kiểm tra thông tin thì bất ngờ bị người này dùng dao tấn công dẫn tới trọng thương. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Được biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, ba thanh niên công an tỉnh huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên có cùng nhóm máu với Trung úy Đỗ Văn Tú tới bệnh viện đa khoa tỉnh để hỗ trợ chuyến máu, hy vọng cứu sống đồng đội. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh Tú đã qua đời, để lại sự xót xa, tiếc thương cho người ở lại. Bên cạnh đó, sau khoảng 15 giờ hung thủ gây án, Tổ công tác Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Võ Tiến Mạnh, 21 tuổi, chú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nghi phạm dùng dao tấn công, khiến Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, hy sinh trong đêm ngày 22 tháng 9. Võ Tiến Mạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở tỉnh Đinh Bình, và lực lượng chức năng đã di lý người này về trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Bình để điều tra. Ngày 25 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra về việc trung úy Đỗ Văn Tú, sinh năm 1998, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ. Liên quan tới vụ án này, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002 chú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là nghi phạm gây án khiến cho Trung úy Tú tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9, đang trong ca trực, Trung úy Tú nhận được tin báo của người dân về việc tại tổ số 5, thị trấn An Bài, xuất hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi. Trung úy Tú đã báo cáo và được chỉ huy đơn vị phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Quá trình tiếp cận, truy vấn đối tượng. Trung úy Tú đã bị đối tượng dùng dao mang sẵn, tác động nhiều vị trí trên cơ thể rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Trung úy Tú đã hy sinh ngay trong đêm, khi mới 25 tuổi. Như đã thông tin, đến đầu giờ chiều ngày 23 tháng 9, nghi phạm Võ Tiến Mạnh đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ tại nhà người thân ở tỉnh Ninh Bình. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, tiếp tục đấu tranh làm rõ. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với diễn biến sự việc cho thấy hành vi của đối tượng rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Ngay khi tiếp cận với đồng chí Trung úy Công an, đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công, gây nguy hiểm đến tính mạng và dẫn đến nạn nhân tử vong cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nhân thân lý lịch của đối tượng làm rõ nguyên nhân động cơ gây án đồng thời sẽ xác định ngoài hành vi sát hại người thi hành công vụ đối tượng còn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật Luật sư Đinh Thị Nguyên nêu quan điểm, hành vi dùng dao tấn công, sát hại trung úy công an là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ, sát hại người thi hành công vụ, nên khung hình phạt có thể phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, vụ án một lần nữa cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, nhân cách của một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện nay hung thủ còn ít tuổi chỉ vì lý do nào đó mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác, kể cả người đó là người thi hành công vụ. Đây là hành vi đáng báo động nên đòi hỏi cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ. Với những đối tượng bất hảo, thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật, từ khi tuổi đời còn rất nhỏ, cần phải có những biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ sớm để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với xã hội sự ra đi đột ngột của trung úy Đỗ Văn Tú khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng, xót xa. Tại đám tang, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt lan dài. Theo gia đình đồng chí Tú, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ về thăm nhà, anh Tú thường chia sẻ với người cha của mình về quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ bình an cho người dân, mong ước được công hiến nhiều hơn cho ngành công an. Vậy mà mong ước hoài bão ấy đã khép lại. Anh Tú hy sinh ở tuổi 25 để lại bao nhiêu nỗi xót xa cho gia đình, đồng đội. Ngõ nhỏ ở thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nơi anh Tú và gia đình sinh sống, mấy ngày qua, chật cứng người ra vào thăm viếng chia buồn. Những người dân vùng quê lúa biết tin, anh Tú hy sinh, đều gác việc riêng để đến thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát quá lớn của gia đình anh. Ngồi thất thần nhìn đoàn người đến viếng con trai, ông Đỗ Văn Tú, sinh năm 1972, bố của Trung úy Đỗ Văn Tú, kể lại. Khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 9, khi ông đang chở rau sang Nam Định để bán thì nghe tin con trai gặp nạn, ông vội quay về nhưng còn chưa kịp vào tới bệnh viện thì con trai đã không qua khỏi. Ông Phú mắt đỏ hoe nói trong sự thương tiếc: "Túi là niềm hy vọng của gia đình tôi, con trai tôi là người có nghị lực, sống có trách nhiệm với công việc và có hiếu với cha mẹ. Còn làm việc cách nhà khoảng hơn 10 km nhưng chỉ về nhà vào cuối tuần nếu không có ca trực." con bảo ở lại để phụ giúp các anh em trong cơ quan vì nhiều anh chị có gia đình cần thời gian hơn cho con cái. Vài ngày trước tôi có hỏi con chuyện cưới xin, con bảo con trẻ và muốn phấn đấu để có cơ hội lên công tác trên bộ công an, được lên Hà Nội làm việc ở tổ chức lớn là niềm mơ ước của con trai tôi. Gia đình ông Phú có hai con trai, trong đó anh Tú là con cả, bên dưới là người em bị câm bẩm sinh. Vì vậy mọi kỳ vọng và trách nhiệm đặt lên vai chiến sĩ công an trẻ ấy, ông Phú chia sẻ từ nhỏ, con đã nuôi mơ ước được vào ngành công an. Khi con đi học xa, vợ chồng tôi hàng đêm đi bán rau củ, quả ở chợ để nuôi con ăn học, giúp con thỏa ước mơ. Từ hôm 23 tháng 9, vợ tôi không ăn uống gì, chỉ vật vã gào khóc gọi con. Tôi phải cố gắng dậy để cùng với anh em đơn vị của con lo mai táng cho con được yên nghỉ. Dù không được nhìn thấy con nữa, nhưng hình ảnh con mặc bộ quân phục màu xanh, mạnh mẽ, tươi trẻ vẫn luôn luôn ở trong tim tôi cùng tâm trạng nặng trĩu, mấy ngày nay, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng công an thị trấn An Bài, dường như không ngủ. Anh tất bật lo hậu sự cho người đồng đội, người em cấp dưới của mình đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Túc trực tại đám tang, anh Tùng cho biết, bản thân rất sốc khi nhận thông tin Trung úy Đỗ Văn Tú bị kẻ xấu tước đi mạng sống. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng cho hay, Tú được tập thể công an thị trấn đánh giá là người nhiệt huyết, có tinh thần và trách nhiệm cao với công việc gần dân, sát dân, đi sâu vào quần chúng. Dù em còn trẻ, nhưng chúng tôi rất tin tưởng khi giao công việc cho em. Theo trưởng công an thị trấn An Bài, anh Tú về công tác tại đơn vị được gần 2 năm, đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, triển khai các hoạt động làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây là thời gian lực lượng công an làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ khó khăn. Anh Tú đã không quản ngại nắng mưa vất vả, đêm ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng bùi ngùi chia sẻ, Tú nhiệt huyết, gần gũi với dân, hòa nhã với đồng đội. Từ hôm em mất, nhiều người dân tại thị trấn An Bài đã đạp xe về tận quê nhà để đến thăm hỏi, phúng viếng. Điều đó thể hiện em được người dân quý mến, trân trọng. Mỗi lần nhìn vào đoàn người viếng thăm em, lòng tôi lại nặng chịu, nước mắt cứ trào ra. Tú hy sinh, tôi như mất đi một người em ruột trong nhà. Thưa quý vị, liệu với hành vi dã man như vậy, đối tượng sát hại công an viên tử vong sẽ phải đối mặt với những pháp lý thế nào? chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị khán giả trong những video tiếp theo đến đây thời lượng của chương trình đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo